Xin chào anh chị nhé. Chúng ta sẽ đi phân tích chứng khoán phái sinh và nhận định cho bên cơ sở. Như vậy là ngày hôm nay thị trường tiếp tục giằng co, đúng không? Giằng co trên vùng 1.209x cộng trừ, đúng không? Thì rõ ràng chúng ta thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 gần một tuần, hơn một tuần đi ngang ở trên vùng vùng đỉnh cũ rồi. Thì hiện tại là thị trường khá ảm đạm, đúng không? Khá ảm đạm ở đây có nghĩa là gì? Cái thanh khoản, cái giao dịch và cái biên độ giá nó vận động khá là hẹp. Nó thành ra là tạo ra một tâm lý chán, đúng không? Hơi chán cho nhà đầu tư trước khi nghỉ lễ. Thì ở chiều mua thì rõ ràng các nhà đầu tư không dám mua ở vị thế cao, không muốn mua trước nghỉ lễ mà cũng không dám mua ở vị thế trên cao này, nó đề phòng rủi ro. Còn bán thì cũng không muốn bán tại vì kỳ vọng là thị trường hấp thụ cung sau đó đi lên kéo lên, đúng không ạ? Thì với bối cảnh hiện tại thì rất có thể trong phiên sát nghỉ lễ sẽ là một pha kéo để cho nhà đầu tư FOMO hoặc là đánh lên, tiếp tục đánh lên. Thì với câu chuyện đánh lên được thì vẫn phải nhờ dòng banh mọi người, đúng không? Thì rõ ràng câu chuyện là banh phải là dẫn sóng. Tuy nhiên là buổi sáng ngày hôm nay thì banh kéo nhưng mà cái lượng cung nó đẩy giá làm cho giá quay ngược trở lại luôn, thì rất có thể là cũng là một cái kịch bản nó có thể là test cung. Khi mà test cung xuống vùng 1.200 5x, 1.206x thì chúng ta sẽ cùng quan sát xem có cover được lại cái một phần hàng chúng ta đã chốt lại trên vùng này hay không. Đó thì với bối cảnh index hiện tại thì dao động biên hẹp. Còn với phái sinh thì rõ ràng với một cây nến D nó đang đóng đóng kin PD2 như vậy thì rất có thể là thị trường, thực ra nó về con OB của chặng ngày với thanh khoản cũng tương đối thấp, với demand tương đối thấp như vậy thì vẫn bị áp lực bán ở vùng 3x trở xuống, đúng không mọi người? Đây con OB này từ vùng 30 đến vùng 35 vẫn bị bán xuống, thì chúng ta sẽ cần phải chờ gì? Cần phải chờ giá hấp thụ cung ở trên này gọi tái tích lũy. Thì chúng ta chờ đợi nếu như D là một cây mà vượt trên 70 thì là một xu hướng tăng mạnh, rất có thể là một hai phiên tới nó sẽ áp vượt mạnh lên. Thì câu chuyện của thằng D phái sinh thì chúng ta cùng kỳ vọng nó lên trên lớp vùng gap vùng 1260, 1360, 1358 ấy. Đó. Tuy nhiên để mà đánh ở trong phiên thì chúng ta sẽ cùng quan sát. Chúng ta sẽ cùng quan sát cái bias từ vùng 26 đến 28 cho phiên ngày mai. Thì ngày hôm nay thì điểm đánh phái sinh nó có một cái vùng cản ở vùng 23, và sau khi nó đã break được cái vùng 23 ở trong phiên sáng mọi người này, thoái lui lên 23 mà có vol long vào đầu phiên này, thì mọi người thấy ngay từ thời điểm đầu phiên là gì? Dòng banh quay trở lại, dòng tiền quay trở lại, dòng banh đánh lên, đúng không ạ? Thì những cổ phiếu như STB này, BIDV và Techcombank, nó có cả Vietcombank nhảy vào đánh, hầu như là tất cả mã banh đều xanh ở trong phiên sáng. Thì nó confirm cho mình một nhịp là đây là một bias tích lũy và chúng ta buy, đúng không? Chúng ta long lên vùng 28 đến vùng 30 chốt lời. Và phiên chiều thì nó lại vận động sideways ở biên tương đối hẹp, chúng ta có một nhịp sell ở vùng 28x29 và xuống vùng 25x đấy. Cuối phiên thì vận động biên hẹp để chúng ta đứng ngoài. Còn lại thì cái bias này chúng ta vẫn view là gì? Tái tích lũy, đúng không ạ? Tái tích lũy. Thì câu chuyện phái sinh tích lũy thì rõ ràng thằng banh, đúng không, hoặc VN30 sẽ phải là gì? Chạy theo và kéo lên, đúng không? Và nhà cái họ cầm long thì vẫn ưu tiên kịch bản trong tháng này là những cái nhịp mà đánh long. Tuy nhiên hoàn toàn giá có thể là gì? Lên trên vùng 3x, sau đó thì check out về vùng 2x, có thể tận vùng 1x nó mới kéo lại ngược lên. Mọi người chú ý nhé, có thể là những nhịp như vậy là chúng ta sẽ cần chờ phái sinh cho phiên ngày mai, chúng ta sẽ xem xét được cơ sở là có nhịp và test cung bên dưới hay không. Test cung nếu như phái sinh ngày mai nó gỡ bỏ vùng 24 này, gỡ bỏ vùng 24 ngay phiên sáng thì rất có thể là một cái nhịp mà thị trường sẽ quay trở lại test cung. Thì phái sinh cả cái đoạn này là UA và cái vùng này nó có swing xuống đây sau đó mới kéo ngược lên. Thì chúng ta sẽ cùng phân tích cho ngày mai. Đó, điểm đánh phái sinh ngày hôm nay đơn giản thôi, chúng ta có một cái nhịp long ở vùng 23.x ở đây này, đầu phiên sáng long 23.x, SL thủng luôn vùng bay này mọi người nhé, long tiếp diễn 23x, SL thủng luôn cái vùng bay này. Và mục tiêu của chúng ta là gì? Đánh break của thằng này thì đánh lên trên vùng 20 28 30, đúng không? 28 30. Đó, từ buổi sáng chúng ta đánh 28 30, còn buổi chiều chúng ta sell được ở đâu? Chúng ta có một cái nhịp mà gãy cấu trúc tăng ngắn hạn, đúng không? Sau đó thì chúng ta có một cái con OB của con M3, đúng không? Con M3 thì có một cái cây này nó như này này mọi người này, chúng ta có một cây break lên, chúng ta có cây von break lên này. Đó, chúng ta có một cái cấm vùng này này, đây chính là vùng mà vùng bay nó tạo ra. Thì sau khi mà giá xiên xuống thì nó test lại vùng này không qua được, chúng ta short ở vùng giá 28x xuống vùng này thôi, quét thanh khoản ở vùng này, quét hết đội long ở đây. Đó chính là cái vùng 25x, thì có báo mọi người chúng ta lên chốt lời 25x, đúng không? Đây. Thì đây, buổi ngày hôm nay chúng ta đánh long lên trên vùng 30 mọi người nhé. Long lên trên vùng 30. Ở đây trong phiên sáng này, chúng ta long lên vùng 30 mọi người nhé.
long 23.x này, target 25283x đúng không ạ? Sau đó buổi chiều chúng ta đánh một nhịp xò chỉnh. Đó, một nhịp xò chỉnh nó view là hồi phục lên những cái mốc này 28x 29. Chúng ta ai mà long cao chúng ta phải chốt lời và chúng ta xò chỉnh xuống vùng 25.x, đó 26 25.x. Thì buổi chiều dao động biên hẹp thì chúng ta không có nhiều cơ hội đúng không? Phái sinh giai đoạn này thì dao động biên khá hẹp đúng không? Thì quay trở lại với cơ sở đi. Thì rõ ràng cái câu chuyện là chúng ta cần thị trường test cung ở vùng 1.206x cộng trừ đúng không ạ? Thì để xem là nếu như lượng cung mà ra nhiều đây chúng ta sẽ phải quan sát. Nếu như lượng cung mà không lớn thì thị trường có thể rút chân ngay, đúng không ạ? Có thể là những phiên mà rút chân luôn cái thời điểm này. Thì thằng phái sinh cũng vậy, nếu như có đánh về những vùng này, đánh về những vùng vùng giá như vùng giá 10 9 đến vùng giá 23, nhìn chung nó quanh cái mốc OB từ vùng 20 đến 23 này. Đó, hoặc là xa hơn thì có thể mốc 10 đến 13, chúng ta sẽ nhận thấy là gì? Một trong hai mốc này sẽ có những nhịp mà stake out, nếu như có test cung thì đây là chính là mốc chúng ta long chen cho phái sinh và cũng là mốc mà chúng ta kỳ vọng mà cái vùng 1.205x 1.206x là cover hàng cơ sở, có những phiên test cung thành công và giá rút chân ngược lại trở lên. Đó thì rất có thể kịch bản ngày mai là như vậy mọi người nhé. Còn nếu như kịch bản mà ồ ạt dòng tiền vào banh cả thị trường lan tỏa thì nó sẽ là một cú break lên và đánh thẳng lên trên vùng 1.300 x. Tuy nhiên mình ưu tiên kịch bản nó sẽ có một nhịp điều chỉnh hơn mọi người, một nhịp điều chỉnh hơn. Chúng ta sẽ soi lại một vài mã VN 30 này. Banh VN 30 mọi người thấy ngày hôm nay dòng tiền vào đánh banh, tiếp tục nhảy vào banh đánh lên cạnh trên. Tuy nhiên là gì? Mọi người thấy là cả một cái bài hát, ví dụ con STB bài hát từ vùng 26x đến vùng 31x thì giá đang đánh lên cạnh trên 31x đúng không? Thì vậy là cái câu chuyện là nó sẽ có thể là nó vẫn tăng tiếp ở lên trên vùng 31.x này, nhưng mà rất có thể là những phiên mà quay trở lại xuống cạnh dưới đúng không? Thì nó đang gặp vùng cung này rồi, rất có thể nó sẽ quay trở lại cạnh dưới hoặc là ít nhất nó quay trở lại vùng vùng nền giá mà nó tạo ra một cây một hai cây no supply, sau đó thì pivot lên đúng không? Thì giá có thể là test lại cạnh cạnh dưới, sau đó mới hấp thụ cùng đi lên được. Thì rõ ràng con STB và những mã vàng khác đều đang kéo lên vùng kháng cự ngắn hạn rồi đúng không ạ, vùng cung ngắn hạn rồi, nên thành ra là chúng ta cũng không quá kỳ vọng là nó có thể chạy luôn trong phiên ngày mai đó, đánh break được vùng này rất khó, nên là ngày mai chúng ta vẫn vẫn kỳ vọng là thị trường có thể là có những cú điều chỉnh đúng không ạ, có thể những cú điều chỉnh. Vietcombank nào cũng vậy đúng không ạ, chúng ta có thể thấy là Vietcombank lên Quasimodo này, cả vùng MBL này, cả vùng này là cái vùng cung rất mạnh của Vietcombank, thì cứ chạy lên trên vùng 93 đến 94 là Vietcombank sẽ bị bán xuống, thì cái vùng cung này tương đối mạnh, tương đối khỏe, nên là chúng ta chưa thể kỳ vọng Vietcombank đi lên được. Có thể là một vài phiên ở đây, có thể một vài phiên hoặc là sau nghỉ lễ chúng ta mới thấy là nó kéo được thị trường đi lên. Còn hiện tại một vài mã như BIDV cũng thế, chúng ta thấy cả cái vùng cung ở cái vùng này, đây là cái vùng bay trước đó đúng không, rơi xuống này sau đó test bị bán xuống, thì cái gốc mà nó hồi phục đi lên chính là cái vùng giá 47.x, thì rất có thể những nhịp rút chân từ đây nhúng xuống đây không đi lên thì thị trường hoàn toàn có thể những cú điều chỉnh đó. Techcombank này, Techcombank thì mọi người thấy là ngày hôm nay thì không thể mua mới được, nó đang gặp vùng cản bên trên này, thì Techcombank nếu như được anh em sẽ chờ những vùng giá như vùng 22.4 hoặc 2.4 2.5 để chúng ta xem xét có thể chơi được hay không. MB Bank thì cũng khá ổn cho cái vị thế mua ở cái cây cây break này, cây pivot này đúng không? Thì cái vùng giá Vietcombank hạ MB Bank thì 23.x chúng ta vẫn có thể cầm mọi người nhé, 23.x có thể cầm và chờ đợi giá hấp thụ lượng cung ở vùng 25.x, thì chúng ta thấy là gì, cái vùng giá 23.x chúng ta vẫn cầm được, chốt lời bớt một phần đúng không, chờ giá đi ngang xiết được cái vùng vùng giá 24 đến 25 đi ngang trong vùng này đó, sau đó thì có thể là một một hai tuần, nếu như đánh lên luôn thì nó không được bền, nó có thể đi ngang thì nó sẽ đẹp hơn đó. Một vài mã như kiểu MSB chúng ta sẽ cần nhớ là những cái mã này mọi người thấy là lên trên vùng cung mạnh, đừng đánh đuổi nhé, đừng đánh đuổi, chúng ta sẽ vẫn xuống cạnh dưới 10.10.8 đến 11.1 chúng ta mới có thể ta mình đánh MSB được. EB vậy, đang trong quá trình gom hàng mọi người nhé, đang trong quá trình gom hàng, nên là mọi người thấy là nó sẽ đây hôm nay có một cây cung tương đối lớn thì nó sẽ đánh xuống cạnh dưới. Như vậy thằng EB mọi người chú ý cho mình một chút. Nếu như EB mà với một cây bán mạnh như thế này thì cái vùng biên trên chứ 19.x vẫn là vùng phải chốt lời ngắn hạn đã. Rất khó có thể đi lên luôn được với lượng cung nó đang chảy vào như này. Vậy là những cái nhịp mà test lên cạnh trên sát ở vùng này, ai mà có vị thế thấp chúng ta có thể chốt lãi luôn. Còn nếu như với cái cây cung mạnh như thế này thì xuống đây thì
mọi người cẩn trọng hơn một chút, nếu như xuống đây phải chờ đợi một hai phiên cạn cung thì nó chuẩn bị đánh. Hiện tại này cạn cung, sau đó lại tự nhiên đột nhiên ngày hôm nay đánh một cây vòn mạnh như vậy thì con này vẫn chưa có thể lên được, hãy chờ đợi thêm đúng không? Mình thì mình vẫn kỳ vọng đây là một con cổ phiếu nó có thể tái tích lũy thành công. Tuy nhiên với một cây vòn bán như này thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá lại trong thời gian tới, chúng ta ưu tiên không ưu tiên con cổ phiếu này nhé. CTG, CTG thì ngày hôm nay kéo lên thì vẫn gặp vùng cản ở trên đỉnh cũ 35 chấm đến 36 đúng không? Cái vùng vùng bay vùng cản này thì bản thân con CTG chúng ta đã nhận định là gì? Giá có thể là tái tích lũy, có test test LP thành công ở đây. Tái tích lũy test LP thành công ở đây thì đây là một nhịp tái tích lũy của CTG tiếp theo. Tuy nhiên thì giá sẽ hấp thụ lượng cung ở trên đỉnh cũ và có thể nó sẽ đi một lần ngang này và có một cú rũ bỏ. Thì cái những cái nhịp giá quanh vùng 32 33 x thì chúng ta mới có thể tham mình một nhịp đánh T của CTG những người nhé. Nếu bank thì chúng ta đánh theo order flow thôi, những cái vùng bay đỉnh cũ này sát vùng 14.5 đến 15.1 chúng ta chơi với tỷ trọng nhỏ, đánh tiếp diễn được thôi. Đó, quay trở lại một vài mã chứng khoán thì ngày hôm nay mã chứng khoán thì thực ra mid cap ngày hôm nay thì là những cái nhịp điều chỉnh đó, thì một vài cổ phiếu như SI thì nó đang tiếp cận vùng cung mạnh, thì bản thân nếu như mà đánh an toàn thì chúng ta sẽ không mua đuổi được vùng 34 đúng không, không mua đuổi được. Còn về câu chuyện mua mới thì không mua được, còn câu chuyện nếu chỉnh về đâu thì mua thì vẫn là vùng 32 đến 33x đúng không, đây chính là vùng cạnh dưới này, cạnh dưới này đúng không, đây chính là cái vùng bay sau đó là phá lên thì chúng ta có một cái vùng giá 32x sát 33 có thể chơi T cộng, còn lại thì trên cái vùng giá quanh vùng giá 34 chấm x là cái điểm cần phải chốt lời của ESI rồi, chốt lời ngắn hạn. Còn con cổ phiếu này muốn lên được thì chúng ta sẽ cần phải chờ nó break khỏi con lạch này đúng không ạ? Chúng ta thấy là gì, vẫn gặp vùng cản cản chéo này, vẫn có phải rung lắc về đây một vài phiên trước khi đi lên, nhớ là phải có demand nhé, demand cầu vào, phải có cầu vào. MSB rồi MBS, MBS vậy, tất cả những cổ phiếu chứng khoán vậy đang đánh lên đỉnh cũ. Bây giờ mà để mua mới thì rất là khó đúng không ạ? Chúng ta chỉ tham minh được MBS ở mốc giá 27.x thôi. Mốc giá 27.x thì quay trở lại về mốc này, chúng ta hãy kỳ vọng xem nó có thể là hold được giá đi trong cái biên 27, 28, 29 không. Đó, đánh trong biên này có thể là một trong 1 2 tuần trước khi nó break lên được. Nhớ là nếu như đánh break thì chúng ta phải chờ đợi những cái phiên siêu khổng lồ đây. Đánh thì lên đánh T cộng thôi. Đối với những con cổ phiếu này thì thế đánh nó không được đẹp. Nếu như mà xét về cái xu hướng dài hạn thì cổ phiếu MBS vẫn đang là một form form tăng với những cái thằng đỉnh đỉnh đáy cao dần đúng không ạ? Đỉnh đáy cao dần thì về xu hướng dài hạn vẫn hold được, còn về ngắn hạn thì đang chờ tạo biên và có thể quanh quanh vùng 26x 27 biên dưới và vùng 29x biên trên nhé. VIX, VIX thì là cổ phiếu mà chúng ta thấy là hồi phục tương đối yếu, tuy nhiên cũng có dấu hiệu dòng tiền quay trở lại đúng không? Thì rất có thể đây đây thì có thể là một cái nhịp mà tích lũy ở đây thì sao? Cho một cái bát phân phối thì có thể phân phối trên đây xuống quay lại tích lũy lại, nhưng mà đánh giá thì khả năng cao tích lũy thì nó cửa nó thấp hơn và giá có thể là ít nhất là sẽ lên lấp gap đã. VIX thì chắc chắn là ít nhất là chúng ta sẽ view lên lấp vùng gap này, một hai phiên tới sẽ view lên vùng 12.6 và có thể là khỏe thì sẽ lên vùng 132 đến 136. Còn điểm mua của VIX thì chúng ta view rồi, chúng ta có vùng bay ở vùng giá 11.x. Vùng bay này chúng ta sẽ chơi T cộng được 11.6 đến 11.2. Chúng ta chơi và mục tiêu lên trên vùng 12.6 trước chúng ta view đấy. Chúng ta có thể tham mình ít nhất là đánh lên đây. Đâu đó được 9% đấy, hôm trước đo đấy. Đây này. Mọi người thấy không? Hôm trước nhớ là đo lên 9%. Nếu như ai chơi có thể chơi mức đó thôi. VCI. VCI thì mọi người thấy không? Chốc tăng đúng không? Quay trở lại đo Fibo thôi. Mấy con cổ phiếu nó chứng khoán đều vậy đấy. Có con tăng tăng điểm được, có con là phải chờ rũ chứ. 43.5 đến 44.5. VCI xem xét có thể tham minh đánh T cộng không? Về đây có rút chân lên nhá. Đó, VCI này. FTS và BSI đi. FTS thì cũng vậy nhá. À, có chốc có bót anh em này. Kẻ Fibo qua Quasimodo này. Đúng không? Thì cái mốc đánh FTS chính là cái mốc giá 39.x. Rồi, mốc 39 sát 40 đến vùng 38.1. Đây là mốc giá chúng ta sẽ giải chia chia ra. Chia ra. Chia vốn ra giải và đánh đánh ít nhất đánh T cộng FTS mọi người nhé. BSI tương tự nha mọi người, có chốc bót này, chúng ta có một cái vùng volume imbalance của BSI đây 43.x đến 44.x, chúng ta mới có thể đánh BSI được nhá. Không mua cao, mua cao khá rủi ro, một vùng giá 5x, vùng giá 50 51 không mua được mọi người nhé.
hãy chờ đợi vùng giá 43.x đến 44.x thì đánh đẹp hơn, chia von ra đánh nhá. Thép thì cũng vậy đúng không? Ngày hôm nay hôm qua có yếu tố cung đang giảm thôi, đang giảm rồi. Tuy nhiên thì HPG hiện tại chúng ta có vùng demand ngắn hạn vẫn là vùng 20.x trở xuống thôi. Cái vùng giá sát vùng 20 nha mọi người nhé. Còn 20.x thì đang 20.8 rồi. Nhưng mà con này cổ phiếu này thì vẫn chờ đợi nó test về cạnh dưới thôi, 20 và 19.x đấy. Thì biên nó hẹp quá thì mọi người bỏ qua, chúng ta sẽ chờ đợi những cổ phiếu khác, những cổ phiếu kiểu như dòng thép thì có chăng có con lam kim, nó có biên độ cái nhịp này thì nó lại khỏe hơn, hồi khỏe hơn đúng không? Thì quanh quanh cái vùng giá 21.3 đến vùng 20 20.8, chúng ta xem xét là chúng ta có thể chơi con cổ phiếu này hay không, với tỷ trọng nhỏ cho đánh T cộng, còn lại thì vẫn là nhịp mà xu hướng giảm của D thì mình không ưu tiên, mới hiện tại đang dừng rơi thôi, đang dừng rơi và chờ vùng giá sideways đi ngang. VGS, VGS thì sau khi mà lên trên vùng vùng 39 cộng trừ đúng không, thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi VGS này mốc giá 33 đến 32 chúng ta mới có thể là chơi trên T cộng. Cổ phiếu TLG, cổ phiếu trong danh mục chúng ta thực ra thì chốt lời bớt vị thế một phần cũng được, và một phần chúng ta sẽ vẫn hâu hàng. Hâu hàng cover ở đâu thì vẫn là cái mốc giá 26.1 trở xuống, 26.1 trở xuống đúng không? Ví dụ có những phiên lắc về đây chúng ta có thể đánh T cộng hoặc là cover hàng đã, một phần hàng đã chốt. Và cổ phiếu này chúng ta vẫn kỳ vọng lên vùng 32 đến vùng 34 mọi người nhé. VGT, VGT thì báo rồi, chúng ta sẽ cần phải chờ đợi mốc giá đây. Chính là có thể trong phiên ngày mai thôi. Vùng giá 14 cộng trừ 13.x. Còn cái nhịp đẩy sắp tới là lên trên vùng 16 cộng trừ chúng ta chốt lời. Đó. Cổ phiếu một vài cổ phiếu trong danh mục của chúng ta. Đó chính là một vài con hôm qua em phân tích ấy. Có thể là GVR. GVR. Nhưng mà chờ đi ngang vài ba tháng ở đây, đúng không? Một vài tháng ở đây. Không không lâu được, không nhanh được nhé mọi người nhé. Thì vùng giá 33.x, 32.x, 33.x ở vùng cạnh dưới. Test lại với cái yếu tố kiệt về thanh khoản bán nhé, kiệt về khối lượng bán đúng không? Thì chúng ta sẽ tham minh giải ngân một phần ở lần giá này. Nếu như mà tích lũy ở trong vùng này càng lâu thì càng tốt, có thể là 2 đến 3 tháng thì càng đẹp. Đúng không? Thì đi ngang đây, cứ đi ngang lình xình đây. Thì cũng là một cái con cổ phiếu tương đối đẹp cho chúng ta cho thời gian tới nhé, có thể trong 6 tháng cuối năm. Thì về cơ bản thì cái yếu tố vi vi vĩ mô gì đó chúng ta nhận thấy là gì, hiện tại thì đang tốt, với bối cảnh hiện tại đối với em là đang tốt, nhưng mà cổ phiếu thì chưa tạo được một cái nền giá và chưa tạo được những cái form và cái thế đánh đủ dài đủ đủ chắc để có thể đánh lên, thì thị trường vẫn phải tích lũy khoảng tầm 1 đến 2 tháng. Nếu như cái tháng này kéo long đáo hạn thì chỉ là dòng banh đánh lên break lên một nhịp mà đẩy giá lên cạnh trên thôi, thì hoàn toàn thị trường vẫn có thể đẩy giá lên trên vùng 1.300 2x, 1.300 2x, 1.303x, 1.310x được, có thể tăng lên một vài chục điểm ở đây, nhưng mà nó cần phải rũ bỏ lại test cung cầu tiếp tục lại lại gom hàng của midcap. Nó có nghĩa là vẫn đẩy giá lên nhưng mà nó chỉ là những cổ phiếu dòng trụ và banh thôi, còn midcap vẫn chỉ là những nhịp mà đánh lên cạnh trên sau đó thì quay trở lại xuống tái tích lũy. Mọi người chú ý nhé, không FOMO được hàng, hãy đánh những nhịp cover điều chỉnh nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Midcap mọi người cứ chú ý cho em, midcap một vài cổ phiếu của chúng ta ấy, vẫn phải đang trong quá trình gom hàng. Đó, ví dụ dệt may đạm Cà Mau đi, cho đến với phân đạm trước này. Đạm Cà Mau thì mình view một cái nền giá 3 tháng ở đây đúng không? Thì cái vùng giá 36.x trở xuống là chúng ta chơi với tỷ trọng nhỏ gom dần ở cái vùng nền giá này. Chờ đợi thì chờ đợi thêm cái yếu tố lên trên vùng cạnh trên sau đó lại đi một nền giá đi ngang, tiếp tục đi ngang đây. Điểm mua mới thì chưa có, điểm mua mới chưa có, điểm vùng gom thì chúng ta cược cái vùng này là vùng tích lũy. Đó thì chúng ta vẫn cần chờ demand tham gia vào nhé. Đạo Phú Mỹ, đó, Đạo Phú Mỹ thì chúng ta sẽ vẫn chờ cái vùng SNR đây thôi, hôm trước có view mọi người rồi. Đây là con cổ phiếu mà nó kéo lên nhanh mà cũng xả xuống rất là nhanh, biên độ lợi nhuận và biên độ di chuyển giá tương đối rộng mọi người. Đó thì cái vùng giá Đạm Phú Mỹ test lại về vùng 33 cộng trừ đó thì chúng ta sẽ tham minh xem có đánh T cộng được hay không. Lát đó, cổ phiếu này thì những yếu tố phân phối, những cây phân phối ở đây rõ ràng rồi, tuy nhiên cổ phiếu này vẫn giữ được xu hướng tăng, form tăng, và cái vùng bay nó nằm đây này, vùng giá 24 đến vùng 22, 22.6 đến vùng sát 24, có thể đánh T cộng tỷ trọng nhỏ ở đây, đánh T cộng đánh biên thôi. Cổ phiếu này thì đang view là biên 26 đến vùng 23.x mọi người nhé, biên 26 đến 23.x. BFC, BFC cũng vậy, chúng ta có là cổ phiếu đang tạo biên và cái dấu hiệu phân phối ở trên vùng này tương đối cao,
Mua tại cạnh dưới vùng 39 đúng không? 39x thì có thể cổ phiếu vẫn kéo vượt đỉnh thôi. Đó thì nhưng mà những cái nhịp mà đánh những cổ phiếu này này chúng ta vẫn tham minh được, tỷ trọng nhỏ. Còn đời đánh sóng thì nó hết rồi. Đánh T cộng thôi. Ví dụ nó có thể kéo vượt đỉnh, T cộng có thể ăn 20% là bình thường nhá. Đó thì vùng mua của con BFC vẫn là vùng 38.x đến sát 39.x nhá mọi người nhá, đánh T cộng. Con cổ phiếu của chúng ta ngày hôm qua chúng ta view một vài cổ phiếu riêng lẻ nhá. VLC sao? VLC chúng ta thấy không? Đánh lên cái vùng này bị bán xuống. Có chốc tăng. Đoạn này nhá, chính thức là có chốc tăng được chưa? Thì bây giờ chúng ta thấy là vùng vùng nền giá này nó quay lại đây, chúng ta có thể tham mình đánh T cộng. Đúng không? Vùng này T cộng được nhá. Thứ hai nếu như vùng này thì khó mất được rồi. Nếu như mất thì chúng ta sẽ cần phải chờ vùng OB này. Tuy nhiên vùng này cũng khó mất, chúng ta có thể chơi một phần nhỏ đây. Thì con cổ phiếu này hiện tại cả một cái bát này là bát tích lũy. VLC bát này là view tích lũy thì nó chưa chạy được xa đâu, nó chưa chạy được chứ không phải chưa chạy xa nhá. Thì sau khi mà có D1 nó một swing sell mà nó có chốc bót này thì chúng ta sẽ cần phải chờ cái vùng SNR, chính là vùng này này. Cái vùng này chính là vùng cản rất mạnh đúng không? Và chúng ta sẽ đánh giá con cổ phiếu này nó sẽ vận động trong một cái biên độ từ vùng 18x đến vùng 20x trước đã. Tái tích lũy trong vùng này 1 đến 3 tháng thì rất đẹp. Đó, 1 đến 3 tháng nhích dần lên. Đó, và demand tăng dần thì con cổ phiếu này cũng là trong danh mục chúng ta nắm giữ một phần lãi và một phần chúng ta sẽ chờ đợi tạo nền, sau đó chúng ta sẽ đánh giá tăng khi có đủ điều kiện nhé. Ngày hôm nay có một vài cổ phiếu bất động sản kênh dưới thì chúng ta thấy đích ngày hôm qua một phiên bán rất mạnh, thì vậy là để mà câu chuyện đích thì chúng ta thấy là nó tạo ra một vùng giá biên từ vùng 24x đến vùng vùng 22x đó, thì mọi người đánh sát ở biên dưới cho em, đánh sát biên dưới và chúng ta sẽ chờ đích thì phải đi tương đối lâu đó, thì đây là cái giai đoạn mà có thể là cổ phiếu sẽ tích lũy bỏ gom hàng ở đây, có thể có những cú spring thì có thể là quan sát 20.x, còn lại nền giá hiện tại thì quanh quanh mốc 22 đến 24 nhé. Phát đạt là cổ phiếu chúng đã có trong danh mục, có nghĩa là chúng ta đang 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 chờ đợi, đang chờ đợi điểm đánh để cho vào danh mục, đang chờ đợi điểm xác nhận nhé mọi người, tín hiệu xác nhận. Cổ phiếu này chúng ta sẽ chờ đợi gì? Chờ đợi 1 đến 3 tháng tới đúng không ạ? Cổ phiếu này chờ đợi 1 đến 3 tháng tới và cái câu chuyện nó test lại LPSI nó bị bán xuống là câu chuyện bình thường thôi. Đối với em cổ phiếu này đang vận động test cung cầu, nó hấp thụ cung ở đây đúng không? Và có thể là những cú test cung hấp thụ lượng cung và test cung lại ở vùng này, chúng ta có thể tham gia giải dần đúng không? Và chờ break lên, sau đó thì đánh lên cạnh trên rũ bỏ xuống, sau đó thì tái tích lũy đây. Con cổ phiếu này thì mình kỳ vọng khoảng tầm 2 đến 3 tháng sau nó mới có điểm đánh ở trong pha D. Còn điểm gom hàng chúng ta sẽ chờ chỉnh gom hàng tỷ trọng nhỏ nhé mọi người nhé. KDH thì phân tích rồi, là con cổ phiếu duy nhất của bất động sản mình view là nó sẽ chạy trước nhé. Dù mình view nó sẽ chạy trước 36.x này trở xuống chúng ta gom hàng và chờ đợi test lại vùng cung đi ngang, nhớ là demand tăng dần nhé, demand tăng dần. Hiện tại thì cái yếu tố kiệt cung và cái swing giảm và có những cái cây von bán nó đã giảm dần rồi, có nghĩa là cái yếu tố cung nó không có nhiều, nhưng mà cái cầu để đánh lên vượt đỉnh thì chưa xác nhận, nhưng vì thế là chúng ta sẽ mua một phần là 36x trở xuống, nắm giữ cái vị thế 33.x, cover thêm 35-36.x và chờ đợi điểm này xác nhận, có thể là nó sẽ đánh trước leader bất động sản trong thời gian tới nhá mọi người nhá. VEA này tái tích lũy tiếp, chờ thêm thôi. Con cổ phiếu này đã bảo rất nhiều lần, ai mà đánh kiểu gom hàng mà đánh bền vững thì chúng ta sẽ cần phải chờ chờ đợi cổ phiếu gom hàng. Hold tiếp vị thế 40.x, mua thêm 41 sát 42 có thể cầm mọi người nhá. BFA vậy nhá. BWI đó. Rồi, Spring này có sạp trang này, cái yếu tố sạp trang rất rõ ràng. Đó, sau đó chúng ta backup thành công. Cổ phiếu lại hấp thụ cùng đây, chờ tái tích lũy vùng này. Hold tiếp vị thế 40.x, mua thêm vùng 41 42 và chờ đợi cổ phiếu đánh lên thôi. Đó, chờ đợi cổ phiếu đánh lên thôi nhá. FRT thì hôm trước phân tích rồi, chúng ta có thể thấy là kiệt cung. Tuy nhiên, điểm mua mới không có. Về lớp gap có hồi phục. Về lớp gap có hồi phục đúng không? Nhưng mà không phải là điểm mua mới. Đó, cổ phiếu này thì một là chúng ta sẽ chờ đợi, một là có những cú UA test lại cái vùng giá 184 không vượt được. Chúng ta thấy là cổ phiếu lại vòng xuống cạnh dưới sau đó mới đi lên, hoặc là cái câu chuyện nếu như giữ được vùng vùng này
một vài cây đi ngang đây, sau đó một phiên bùng nổ, tức bùng nổ đánh lên thì chúng ta sẽ follow đánh lên tiếp, thì nhịp đẩy giá này thì kỳ vọng lên đâu? Kỳ vọng thì nó sẽ lên trên vùng 100 2000 à, 203 đó, 203, thì đâu đó biên độ lợi nhuận nếu như xác nhận thì nó sẽ có khoảng tầm 10% thôi. Đánh nó không, thực ra đến cái đoạn này đánh không khoái, cái điểm mua cao quá nó không khoái lắm, mọi người cân nhắc, mọi người nhá, chúng ta cân nhắc thôi. FVG cổ phiếu trong danh mục này chờ tái tích lũy đúng không? Tức là mọi người đừng mất kiên nhẫn, cái câu chuyện nó cần phải tái tích lũy hàng ở trên này. Vậy cái xu hướng nó xuống tăng, cổ phiếu kênh trên test LPS BU thành công, có chốc tăng trở lại, hấp thụ lượng cung ở trên vùng 76 đến 78. Hấp thụ lượng cung đây. Cổ phiếu này cứ vùng giá 66 chấm x, nhìn chung là 6x trở xuống cho gom hàng, chia ra gom hàng cho em. Còn lại thì mua mới thì chúng ta sẽ cần chờ chờ xác nhận đúng không? Vẫn là cái câu chuyện là siết lên cái cung đi ngang có pivot siêu khổng lồ đây, chúng ta sẽ là cái điểm gia tăng cuối cùng. Còn lại thì cứ 66 67 trở xuống cho gom hàng. Còn ai có vị thế ở vùng giá 59 557 thì cầm thoải mái cho em nhé, cứ cầm đi ạ. Còn cổ phiếu này cầm được, còn có biến gì chúng ta sẽ xử lý sau. Dabaco thì có côn mọi người rồi. Ai mà đánh dích thì 27.x đúng không? Còn đánh confirm thì chúng ta sẽ chờ đợi. Có thể cổ phiếu lên trên vùng 30. Xong rồi lắc lại đi ngang một một vài tuần sau đó mới chạy nhé mọi người nhé. Dabaco nó là một cổ phiếu chúng ta đang xem xét và có trong danh mục nha mọi người nhé. BSR rồi, dòng dầu đầu P và dòng dầu một vài cổ phiếu của chúng ta là sao? BLX thì báo rồi, chúng ta không mua đuổi được, cũng không mua cao được, không chưa lấp gáp để chơi chơi. Chưa chơi mới đúng không? Còn hàng của chúng ta này 36 này, 39 này, 42, 43 hold tiếp. Vị thế mua mới chúng ta sẽ kỳ vọng cái mốc giá đây. Ví dụ đây mọi người đo Fibonacci. Lại đo Fibo xem là ở đâu. 46.8, 47 trở xuống có thể tham mình đánh, còn hiện tại giá hiện tại không mua đuổi được nhá. Oi thì sao? Oi thì giá hiện tại thì nó đang đi lình xình kiệt cung, vẫn giữ được trên cây OB 15.14.8 này. Mua mới thì cái điểm mua mới thì vẫn chỉ là vùng 10 sát 15 thôi đúng không? Mua với tỷ trọng nhỏ, còn vị thế hold này 10x hold, 11x hold, 12, 13x hold. Rồi điểm mua thì vẫn là rung lắc về đây, mua mới thì chỉ là vững nhịp là 14.x sát 14, chúng ta cover thêm. Còn những cái mốc giá mua cao vùng giá sát 15 thì mọi người xem xét vào phiên ngày mai, nếu như một cây cây nổ lên chúng ta mua tiếp tục lên trên vùng 18 2x, 18 20 chúng ta chốt lời. Đó. Còn lại thì nếu như phiên ngày mai để nó lình xình đây này. Đó thì mọi người cân nhắc là có thể chốt một phần hàng, sau đó rũ bỏ xuống thì chúng ta sẽ cover hàng, cover thêm đúng không? Còn lại thì vẫn giữ được chen nhé mọi người nhé, vẫn giữ chen bình thường. Dòng dầu đồ P thì chúng ta thấy là vẫn loanh quanh vùng vùng đó thôi, chúng ta vẫn chờ cái tín hiệu là break khỏi xuống giảm nhé. Còn lại thì yếu tố về demand nó không tham chưa tham gia vào nên chúng ta tạm thời đứng, nếu như vị thế mới chúng ta đứng ngoài, chúng ta chờ đã đúng không? Chờ ví dụ PVS chúng ta sẽ chờ quanh cái biên từ 38 đến 42, 38 42 chờ đợi thêm đã nhé. PVB PVT đều như vậy đúng không? Nó khá là yếu nên là chúng ta sẽ không phân tích nhiều điểm đánh. PVB thì so với cổ phiếu khác thì khỏe hơn chút, nó chúng ta tạo thế là tạo biên ở đây quanh vùng giá sát 27.x bên dưới đúng không? 27.x trở xuống, nhìn chung là cái vùng từ vùng giá 27.x trở xuống chúng ta có thể tham mình đánh. Mục tiêu vẫn lên trên vùng 3x, 31, 32. PVC yếu hơn đúng không? PVC đào chen yếu hơn. Giá còn chưa break khỏi được cái vùng vùng LPSI chính là vùng 10, 14 này. Khi nào break lên vùng 14 chúng ta mới tham mình. Nếu là có demand vào chúng ta mới đánh nhé. Còn hiện tại chúng ta đứng ngoài, cổ phiếu này không chơi được. Có cổ phiếu trước đó có thể là tham mình đánh PVB. PB thì chúng ta thấy là test lại đỉnh cũ đúng không? Đỉnh cũ nó là vẫn hold giá được trên này thì chờ đợi thêm thôi. Còn cổ phiếu này thì chú ý là cũng không mua đuổi được, cái yếu tố cầu demand giảm dần ở trên cái vùng đỉnh cũ là rất nguy hiểm mọi người nhé, đứng ngoài. Đó thì suy cho cùng thì chúng ta vẫn phải chờ đợi thôi, chờ đợi điểm mua mới về chờ đợi. Nhìn chung cái câu chuyện bảo là chân trong chân ngoài thì không hẳn đúng không? Chúng ta tuy nhiên là cái tỷ trọng vốn và cái thứ hai nữa nhìn chung là cần chờ xác nhận, và nếu như mà chúng ta đánh sóng dài thì đây chưa phải thời điểm chúng ta đánh sóng dài đó. Sóng dài chúng ta sẽ cần phải chờ 1 đến 3 tháng tới. Còn lại thì đánh tiếp diễn hồi phục lên thì xác suất cao thì VN Index vẫn có thể hồi phục, vẫn có thể là đi lên tiếp đúng không ạ? Và bối cảnh của phái sinh tháng này nhà cái họ đang cầm long nên chúng ta vẫn kỳ vọng là thị trường tiếp tục tăng điểm đó. Tuy nhiên là gì, đối với những cái mã banh và mã trụ tiếp tục kéo lên thôi, lưu ý như vậy nhé. Mã banh mã trụ tiếp tục kéo, còn mid cap sẽ có những yếu tố điều chỉnh đó. Ví dụ như MWG thì hoàn toàn tiếp tục kéo lên vùng 73 thôi
đó thì thị trường mà kéo một cái nhịp ví dụ MWG lên vùng 72 73 này và một vài mã banh xanh thì thị trường tăng 30 40 điểm trong phiên ngày mai là bình thường. Tuy nhiên thời điểm mua mới để đánh cho mid cap mà mọi người đua cho phiên ngày mai thì nó rủi ro nhé, mọi người hạn chế nhé. Quay trở lại với chứng khoán phái sinh thì cái câu chuyện ở phái sinh vẫn đang sideways up và chúng ta sẽ long được ở đâu cho zoom chen. Chen thì mọi người vẫn giữ long vùng giá 1270, 1268, 70 vẫn hold được bình thường. Chúng ta sẽ đánh con chen này lên trên vùng 3x và có thể xa nhất lên trên vùng 58, 60. Đó. Còn phiên ngày mai chúng ta sẽ chờ xác nhận. Chúng ta thấy là một cái nhịp mà tạo ra sạp chen ở trên vùng này. Thì chúng ta tiếp tục đẩy sideways đi lên. Đó, nếu như giá không gỡ được cái vùng giá 25, ATO không thủng 25 thì chúng ta sẽ vẫn sideways hoặc là đánh biên từ 26 đến 28 đã, đúng không? Sau đó thì những cái nhịp mà đẩy giá lên xem xét là bên cơ sở, nếu cơ sở duy trì được chúng ta sẽ đánh đánh sideways lên tiếp. Còn cái nhịp mà chúng ta đánh một nhịp sell chỉnh, short chỉnh thì chúng ta sẽ tham binh mốc 33 đến 35 SL368 nhé mọi người nhé. 33x đến 35x SL368. Còn nếu như gỡ bỏ vùng 24, vỡ gỡ bỏ vùng 24, test lại cái vùng giá LPSI 2728 này, chúng ta có thể sell chỉnh xuống vùng 21 đến 22.x. Đó thì cái chiến lược zoom chen chúng ta vẫn long ở vùng giá 11 13 long lên SL thủng 10 này. Cái vùng biên ở cái vùng cao này, long cao là vùng 21 23 thì cái vùng này chúng ta sẽ vẫn long SL thủng vùng 20 này. SL thủng vùng 20 này nhưng mà chốt lời các vị thế long chen ở vùng 3x cho mình đã. Chốt lời bớt đi đã, chúng ta sẽ chờ confirm. Thì cả bias này thì mình đánh giá là bias tích lũy. Tuy nhiên nó có hai kịch bản xảy ra. Đó chính là gì? Một cú sai hợp trang đi lên sau đó thì test backup sâu này, sau đó backup sâu lại, sau đó mới đi lên tiếp. Đó đấy kịch bản tích lũy thứ nhất. Kịch bản tích lũy thứ hai là cả cái vùng này chính là cái UA nó sẽ quay trở lại xuống và nó có string ở vùng này, sau đó mới đi lên up lên. Đi về trend chúng ta có hai vùng là chúng ta sẽ long vùng này và long vùng này. Và mục tiêu vẫn là lên trên vùng 3x đến 5x. Đó. Còn cái chiến lược scalp thì chúng ta vẫn đánh ở trong biên 26 đến 28 cho phiên ngày mai và chờ xác nhận thôi nhé. Chờ xác nhận những cái nhịp mà mọi người đánh đánh sọt chỉnh vẫn chờ đợi cho mình. Một là nếu như không vượt được vùng 29 30 chúng ta có thể sọt chỉnh ngắn ở phiên sáng target vùng 26. Còn nhịp kéo lên thì chúng ta sẽ chờ đợi những yếu tố kiệt kiệt sức ở vùng 33 đến 35 sọt SL368. Nhưng mà sọt đó thì chúng ta cũng chỉ cover chốt lời bớt ở vùng 30 đúng không? Có thể là 2x thôi, không kỳ vọng xa, chưa kỳ vọng xa được đúng không ạ? Còn nếu như ngày mai là phiên mà mở gap ATO xuống thủng dưới vùng 21 đánh long hồi lên test lại vùng 27 28 xong nó sọt xuống. Đó, chúng ta có những blend phải chờ đợi xác nhận trong phiên cơ. Đúng không? Nếu như kéo kéo mạnh cho phiên ngày mai thì chú ý vùng 58 60 cho nó sọt xuống nhá. Đó thì kịch bản thì có trong Zoom khách hàng Zoom Zalo rồi. À, mọi người bám sát nhá.